đang đến với chương trình Du lịch kỳ thu phiên bản 2016. Yeah. Như mọi người đã biết, đây là một chương trình của sự kết hợp hoàn hảo giữa du lịch và khám phá những điều kỳ thú. Thôi đi, mấy bữa nay toàn là khám phá những điều kỳ thú, không thấy du lịch. Ủa? Đúng á, chính xác không á. Thì đây, sắp tới chúng ta được đi khám phá, được đi du lịch rồi. Đó, anh Thiên Dương vừa đi du lịch ở chợ về. Đúng không anh? Chứ anh sẽ đọc lại lá thư yêu cầu của bạn khán giả gửi về chương trình của chúng ta. Gửi chương trình du lịch kỳ thú. Vì công việc tôi hay đi ăn uống ở trong các nhà hàng và đôi lúc được thưởng thức món ăn thịt chuột. Họ thường đảm bảo rằng đây là chuột đồng được bắt từ các miền quê lên. Tôi thắc mắc là có thật chuột ở các miền quê nhiều và đủ để cung cấp nhiều cho nhà hàng trong thành phố như vậy không? Tôi nghe nói là có một chợ bán chuột ở Củ Chi nhưng mà chưa tận mắt thấy bao giờ. Tôi cũng muốn biết làm sao người ta có thể bắt được nhiều chuột như vậy. Mong chương trình giúp tôi tìm hiểu thắc mắc này. Đó, hay. Thấy chưa? Hay lắm. Người ta yêu cầu một cái là có du lịch liền. Hôm nay anh Thiên Vương đã được du lịch về chợ Củ Chi, đúng không anh? Xin mời anh Thiên Dương. Thật sự Thiên Vương đi chuyến đi lần này đã học hỏi rất là nhiều về cái quá trình bắt chuột và tìm hiểu là cái chợ chuột ở Củ Chi có thật hay không, để mà giải đáp cho cái lá thư mà gửi đến Đỗ Văn Sống Ảo đã đọc đó. Và sau đây chúng ta sẽ xem và chúng ta sẽ thấy là cái kết quả và cái đáp án nó có đúng như những gì mà mong muốn của vị khán giả đó hay không. Chúng ta chờ xem nhé. Hiện tại bây giờ thì Thiên Vương đang trên đường lên Củ Chi và đi cùng với Thiên Vương trong ngày hôm nay đó là một anh chàng rất là quen thuộc với chúng ta trong chương trình du lịch kỳ thú, đó là Mây. Nữa hả Mây? Ủa, hai người này yêu nhau hay sao á? Và điều rất là thú vị đó là Mây rất yêu thích chuột. Đúng rồi, cái thông tin mà em yêu thích chuột là hình như là nó hơi sai sai. Có người nói ra cho anh ăn bạn thì cái người sao anh không hỏi em? Miku Lan Trinh nói cho nên trải nghiệm này là phải cho em. Ôi trời, chim chuột nè, chim quá trời. Trời ơi. Một đống chuột. Thôi bây giờ mình vô mình hỏi đi. Em trải nghiệm mà đưa. Dạ không, của anh. Không. Ủa, mấy em? Không, em là biên tập, em là không, biên tập. Không, không sao, biên tập em cứ vô đi. Nhanh lên. Ủa chị, cho em hỏi số chuột này là chị bắt ở đâu? Mua của người ta lại. Ủa, chứ không phải chị bắt hả? À. Sao vậy? Bạn hàng ở dưới Long An đem lên đây, mình mua của người ta mình cân mình bán lại chứ em đi bắt thời gian đang bán. Sao em đâu bắt? Vậy chị có biết ai ở đây không hay là toàn bộ đây là từ Long An hết vậy? Này là ở Long An không ạ? À? Long An vậy đi ngược hướng xuống xa lắm. Kiếm chỗ là mọi người mà bắt nó chuột ở đây nè. Cảm ơn chị Diêu. Đấy được. Đây lại có thêm gian nữa nè. Ê. Chú ơi, cho con hỏi, gần đây có người bắt chuột nè? Không, thì Long An đem qua không ạ? À? Vậy hả? Rồi cảm ơn chú nhiều. Rồi giờ ở đây toàn chuột nhập từ Long An về không? Ê, hả? Phải bảy chuột vậy? Giống lắm hả? Em chào anh. Xin lỗi, cho em hỏi anh tên gì ạ? À, tên Thành. Anh chuẩn bị đi bắt chuột sao anh? Ờ, đúng rồi. Chuẩn bị đi đâu rồi đó, gài nè. Thế bây giờ anh có thể dẫn tụi em đi bắt chuột được không? Về. Có lần đầu tiên mà Thiên Vương đi theo một người địa phương. Hỏi đó mày hỏi muốn từ bắt chuột. Một trải nghiệm lần đầu tiên trong đời. Sao anh nhìn anh biết ngay có mấy cái lỗ này ta? Có hàng có cái đường cỏ đi á. À, là mình cứ me theo mấy cái lỗ đó mà mình đặt. À, mình bẫy đường đi mà. Cái này đâu cần moi đâu. Nghe đường đi nè, bỏ nhà là nó chạy vô là giúp nó. À. Còn lần sau nó thấy mình đây kìa anh cái. Bây giờ em thực hành kiếm ha. Nó đi ngay lần đó là thấy nó không có. Đây nè, đây nè, phải đây không? Mòn nè. Oh, giờ mày biết phân biệt luôn rồi. Ghê thật, ghê thật. Đường mòn của chuột cũng giống như đường mòn của người thôi. Đó. Ngon lành. Rồi, đặt xuống đi. Sập đó, thì chuột nó vô, sập dưới mày. Thí dụ mình đặt bẫy như thế này rồi bao lâu thì mình đi kiểm tra bẫy một lần anh? Thí dụ như xuyên á thì khoảng 9 giờ đi thăm lần. 9 giờ tối nay? 9 giờ đi thăm cái. Rồi xong á, nếu mà rảnh á thì 2 giờ đi thăm cái nữa. 2 giờ là 2 giờ? 2 giờ đêm á. 2 giờ đêm? Ờ. Rồi còn nếu mà làm biến thì để tới sáng luôn cũng được. Thế thì bây giờ anh có thể chỉ em cách con chuột đồng và con chuột cống mà trong thành phố nó khác nhau chỗ nào không? Bây giờ nếu mà chuột đồng và chuột thành phố á, nó khác nhau có một cái như nè.
Thường thường chuột thành phố là người ta kêu là con chuột cống lan. Dạ, chuột cống lan. À, cống lan là nó không có lông mà bằng giò nó lại trắng. Thế còn con chuột chuột đồng là cái chân nó màu hồng hay sao? Màu hồng, màu đen. Màu hồng hoặc là màu đen. À, chuột đồng của mình á là thịt nó rất là hồng. Còn con chuột cống á khi mình lột da là nó trắng phao. À. Nhưng mà bây giờ em đang nghĩ là không lẽ mình ở đây tới 8 với 9 giờ tối. Hên xui. Giờ mình vô coi đào đi. Có mấy hàng nhà mình tìm mấy hàng đào anh. Ừ. Đào nếu mà đào không được thì sao? Thì đào. Đi mấy đống lúa nè. Có đường đi. Có dấu nữa không? Mà không biết nó có hay không. À. Em đứng nhẹ hả? Đào đi mày. Hay da. Cố lên. Hay da. Cố lên. Hàng này có, hàng này có. Thấy ông anh Dương quay được nó không? Không. Nhanh lắm. Tôi chạy cái dèo đó mà chút xíu à. Không chịu me. Anh lên đào chưa? Ờ vậy là con chuột này nó ra rồi. Trời, đáng lẽ là nãy ghi hình được con chuột chạy ra rồi mà anh Dương ảnh sợ chuột. Anh sợ chuột cái gì? Vậy chứ sao tự nhiên chuột chưa kịp ra anh chạy mất rồi. Nó phóng cái dèo. Anh phóng cái dèo. Anh bị giật mình. Giật mình mà kêu không sợ. Anh không có sợ. Trong cái rơm mà người ta đã gặt rồi thường thường có chuột nó mót lúa trong đó ha. Vậy chui vô đó đập ha. Đó đập cái con chuột nãy anh Vương thả đó. Anh gì vậy? Giờ anh đập em trước ha. Ở đây đẹp quá. Rất đẹp. Canh ở đây nè, nó chạy ra mất á. Thấy rồi. Đâu? Mày. Đâu? Thấy chưa? Đâu? Anh mới thấy nó lọc đầy đây mà. Được chưa? Ui. Hay ta. Ây da khục. Từ từ. Nè, quốc đi. Hay quá, thêm con nữa kìa. Ông mày hả? Gì? Đập đi. Tất nhiên là hôm nay là mình đã hoàn thành việc tìm hiểu là trên Củ Chi có cái chợ bán chuột hay không. Và đã có đúng không? Đúng rồi. Và chúng ta đã trải nghiệm là bắt chuột như thế nào. Tất nhiên là bẫy chuột thì như anh Thành đã nói là tới tối mới có đó. Nhưng mà mình may mắn là mình ra cái cánh đồng mà người ta mới vừa gặt. Đi ba người bắt được 6 con chuột về, nên là khổ quýnh lộn nè, người 2 con. Dạ, hôm nay anh có bữa chuột này, chuột bánh mì hả? Ừ, rô ti á. Rô ti, bánh mì. Wow. Cuối cùng anh Vương có ăn chuột không? Rồi ra là được 6 con chuột. Hỏi anh có biết chế biến không? Anh không biết chế biến. Giờ anh đi làm chưa về. Thế là lỡ. Cái chợ chuột mà trên Củ Chi á, mình cứ tưởng là khu chợ đó nó sẽ tập trung rất là nhiều. Nhưng mà khi mà lên đó thì Thiên Vương và May là lên và thấy là cứ cách khoảng cỡ gần 200 thước mới có một gian hàng bán chuột. Theo anh thì có đủ để cung cấp cho các nhà hàng để làm chuột không? Anh nghĩ đủ cung cấp. Tại vì khi mà anh hỏi anh Thành á, thì anh Thành có nói là con chuột có thể đẻ ra rất là nhiều con. Và cái thời gian mà để nó sinh sản rất là nhanh. Hơn nữa là cái lượng chuột không phải là ở Củ Chi không, mà là người ta nhập từ Long An lên nữa. Đó. Với bên cạnh đó thì Thiên Vương đã tìm hiểu được một cái nữa là phân biệt được chuột ở đồng và chuột ở thành phố nó như thế nào. Đúng rồi, đúng. Vậy là coi như là hai nơi là Củ Chi và Long An là chủ yếu là cung cấp chuột cho khu vực thành phố đúng mình. Đúng rồi. Vậy là sau chuyến đi có Ninh Vương thì Sanh có thể kết luận rằng là thật sự là có cái chợ chuột Củ Chi. Đúng rồi. Và người ta lấy chuột đồng là thật sự và có rất là nhiều nguồn cung cấp từ Long An là từ mấy cái tỉnh lân cận nữa để có những cái nguồn chuột và cung cấp cho các nhà hàng. Như vậy thì anh Thiên Dương cũng đã hoàn thành khá là xuất sắc.